Quý vị thân mến, sau những số phát sóng trước đây của chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư thắc mắc của khán giả về vấn đề làm đẹp. Và ngày hôm nay, trong chuyên mục Cẩm nang làm đẹp, hãy cùng gặp lại chuyên gia quen thuộc của chương trình, bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, để lắng nghe những phần tư vấn tốt nhất từ bác sĩ. Hình Ngân xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu làm đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được cái cách làm đẹp làm sao cho hiệu quả và an toàn. Và chính vì vậy mà chuyên mục luôn mang đến cho quý vị những phần tư vấn rất là hữu ích từ các khách mời, đặc biệt là từ chuyên gia rất là quen thuộc của chúng ta. Ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ sự quay trở lại của bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Chào Bình Ngân, chào quý vị khán giả. Và hôm nay thì như thường lệ, bác sĩ Phan Hiệp Lợi cũng sẽ mang đến cho tất cả chúng ta những thông tin rất là hữu ích, và cụ thể là bác sĩ sẽ trả lời những lá thư mà các vị khán giả khi mà theo dõi các số phát sóng trước có những thắc mắc về chủ đề làm đẹp cũng đã gửi thư về cho chúng tôi. Và đầu tiên xin mời bác sĩ sẽ cùng lắng nghe thắc mắc của chị Mẫn Nhi, năm nay chị 30 tuổi. Chị chia sẻ là em đã từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để nâng mũi, nhưng mà hiện nay đầu mũi bị đổ, bị mỏng da và trắng đầu, sống mũi lại bị lệch. Em rất là buồn, mong bác sĩ hướng dẫn cho em cách để khắc phục tình trạng trên. Có vẻ như cái mũi em đã được sửa rồi, và sửa bằng sóng nhân tạo bình thường. Tức là em đặt chỉ một cái sóng nhân tạo vô thôi, thì mới có cái tình trạng mà khi kéo dài vậy, thời gian như vậy thì nó sẽ gây ra tình trạng là đổ cái đầu rồi bị lệch. Thứ hai nữa là đỏ. Ở dùng sống mũi thì có vẻ như là cái da mũi em không được dày lắm, do đó khi đặt, hoặc là do kỹ thuật bác sĩ đặt nó nông mà nó gây ra tình trạng đỏ cái sống mũi. Thì cái này hồi xưa thì chưa có, khi mà kỹ thuật chúng ta chưa phát triển đó, về cái mũi cấu trúc đó, thì đến bác sĩ rút ra rồi 6 tháng sau bác sĩ sẽ làm lại. Nhưng hiện tại thì với cái trình độ bây giờ đó, thì cái mũi em có thể là đến, và sau khi khám thì bác sĩ sẽ có một cái chiến thuật cụ thể, dụ như là tháo ra thì mình sẽ làm lại liền. Với sự phát triển mới thì có thể cái mũi em có thể thực hiện liền ngay một thì, chứ không phải đợi 6 tháng liền. Thì bằng cách là chúng ta sẽ lấy sụn vách ngăn, và tốt nhất là lấy sụn sườn. Thì đây chúng ta cũng có cái sụn sườn hiến tặng, rồi sau đó sẽ thực hiện lại, sửa lại toàn bộ cái mũi của em. Và ngay cả cái vùng đỏ đó thì có thể thay bằng cái sống Megadam mới mà nó làm da nhân tạo, thì nó chống tình trạng đỏ đó đi. Thứ hai nữa là ghép cái miếng da nhân tạo phía đầu để cho cái đầu nó dài ra và nó dày trở lên, cái da nó dày lên thì khắc phục cái tình trạng mỏng da đầu. Dạ, và như vậy là qua phần chia sẻ của bác sĩ, chắc chắn là chị Mẫn Nhi cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, không chỉ là với việc áp dụng kỹ thuật mới này, chúng ta khắc phục được những cái lỗi khi mà sửa mũi không thành công trước đây, mình Ngân nghĩ với phương pháp mới nó cũng sẽ hạn chế và thậm chí là cho chúng ta cảm thấy rất là yên tâm, không lo những cái biến chứng có thể xảy ra giống như những phương pháp cũ, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với thắc mắc của vị khán giả tiếp theo. Vị khán giả xin được giấu tên quý vị. Chào bác sĩ, em coi trên mạng và truyền hình thấy rất nhiều diễn viên, ca sĩ có đôi môi rất là đẹp. Em muốn biết cách tạo trái lựu ở phần môi trên có thực hiện được hay không? Đặc biệt là môi em hơi dày, em muốn môi nó mỏng đi thì phải dùng phương pháp gì? Và mất bao lâu thì sẽ thực hiện xong? Và quan trọng là cái quá trình hậu phẫu, em không biết có phải kiên cử gì hay không ạ? Theo cái diễn tả của cái môi em vậy đó, thì nếu mà đến anh tư vấn đó, thì anh nghĩ là sẽ làm cái môi trái tim rất là gợi cảm, có hạt lựu luôn nữa. Cái phẫu thuật đó thì thực hiện trong vòng khoảng 1 tiếng hơn. Cái quá trình phục hồi nó thì khoảng 5 ngày các chị. Sau 7 ngày thì cái son môi nó cũng hết sưng, gần như hoàn toàn. Rồi trong quá trình đó thì cũng không phải kiên cử nhiều. Thì cái này cũng là một phẫu thuật tương đối đơn giản. Rõ ràng là với những chia sẻ vừa rồi thì Huỳnh Ngân nghĩ là vị khán giả của chúng ta đã yên tâm hơn. Nhưng còn với những khán giả nào mong muốn là có những cái phương pháp là độn cằm á, thì chắc là cũng sẽ quan tâm đến cái quá trình là sau phẫu thuật thì có phải kiên cử gì hay không. Bởi vì nó cũng là ở trong miệng, đúng không thưa bác sĩ? Rồi cái đường để mà đưa cái vật liệu độn á, nó có để lại những cái thẹo hay không thưa bác sĩ? Thì Huỳnh Ngân hỏi cũng rất đúng. Vì người ta quan tâm nhất là cái sẹo. Thì cái đường đặt cằm á, thì nó có hai đường, một là mình đi vô đường trong miệng, thì khi đường trong miệng thì đi vô sát cái xương cằm là ta đẩy xuống,
Thì khi khâu lại thì khâu chỉ tiêu. Thường thường là chỉ tiêu đó thì khoảng 12 ngày trở lên tới 1 tháng thì nó tiêu cái chỉ đó đi. Sau mổ thì có thể là ăn uống nhẹ nhàng, rồi sau 24 tiếng thì có thể ăn uống bình thường nhưng mà nhẹ nhàng chút. Đường thứ hai là cái đường mà bắt buộc phải cắt chỉ là cái đường dưới cằm. Thì cái đường đó mổ khoảng một phân thôi, tức là 1.5 phân để mình bóc tách rồi mình đưa cái cằm lên. Thì đó là đường thứ hai, mà cái đường này thì không có động vô khoang miệng cho nên ít nhiễm trùng hơn. Tuy nhiên nó cũng để làm cái vết ở dưới cằm, và sau thời gian 7 ngày thì cắt chỉ. Thì tùy theo cái bệnh nhân với lại cái tình trạng bệnh nhân mà chúng ta chọn cái đường phẫu thuật thích hợp. Còn bây giờ mình đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Cái câu hỏi này làm cho Huỳnh Ngân thấy nó cũng hơi giống giống trường hợp của mình ạ. Người bạn 25 tuổi tên là Linh có chia sẻ là hai khóe môi của em mọi người nói là bị trễ xuống, nhìn rất là buồn và nhìn già nữa. Em cảm thấy rất là khổ tâm, xin bác sĩ tư vấn cho em phương pháp khắc phục ạ. Đúng rồi, ở đây này thì đối với bệnh viện thì đã thực hiện rất nhiều cái phẫu thuật này, mà nó nôm na là tạo cái miệng cười cũng như là kéo cái góc môi lên ở những người lớn tuổi hoặc một số người còn trẻ nữa. Mà chúng ta thấy hai cái khóe môi nó sụp xuống làm khuôn mặt nó không được tươi lắm và lớn tuổi hơn so với tuổi thật, dễ cho mặt hay già. Dùng phương pháp tạo hình môi cười do các bác sĩ Hàn Quốc triển khai ở bệnh viện từ khoảng 3 năm nay, thì tạo môi và đã thực hiện rất cho nhiều diễn viên cũng như là người mẫu về tạo hình cái môi cười này. Chúng ta sẽ cắt ở cái vùng khóe môi để chúng ta kéo cái góc môi lên phía trên và đính vào cái cơ tạo ra cái môi cười, tức là nó chống lại cái tình trạng mà sệ hai cái khóe môi xuống dưới. Dạ. Rất là tốt. Cái quá trình mình hồi phục thì có nhanh không ạ? Cái này thì quá trình nó khoảng 5 ngày cắt chỉ thôi chứ không phải kiên cử gì nhiều. Như vậy thì tất cả những câu hỏi mà các khán giả gửi về trong thời gian qua cũng đã vừa được bác sĩ Phan Hiệp Lợi tư vấn một cách rất là cặn kẽ. Và quý vị đừng quên là nếu mà chúng ta mong muốn có những sự tư vấn rõ ràng hơn trong riêng trường học của mình thì cũng đừng ngần ngại, hãy đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi quý vị ha. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phan Hiệp Lợi đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những chuyên mục tiếp theo.